Ok, mà hello tất cả mọi người, thì lại là mình Tuấn Kha Gaming TV đây. Trước khi vào clip thì mấy bạn nhớ ấn cho mình nút like này, nút đăng ký kênh và nút chia sẻ nha. Mình sẽ tặng code trong clip này đấy, chỉ áp dụng cho bạn nào đã ấn được hai nút đấy thôi nhá. Và code của lần này sẽ là gói thử Long Chiến nha mọi người. Thì 10 code sẽ xuất hiện rải rác trong video, cho nên là mấy bạn nhớ xem hết để có thể nhận được phần quà này nha. Và hiện tại ad này mình đang bán với cái giá là 900 cành nha mọi người, có tận 5 cái súng nâng cấp ha. Bạn nào mua inbox qua Zalo cho Kha nhá. Nhiều người không biết quân đoàn tôi thuộc top server Việt Nam này, do toàn dân rich kid nên dùng kim cương để đua top không? Ủa tên này đây sao giống tên boss thế nhờ? Anh ơi, em Ly Kỳ Hữu đây. Ủa hạt chính em đâu, sao không chơi lại đi chơi hạt boss này? Hạt chính của em bị scam mất rồi anh ạ, em đang tìm mặt khác để mua nè. Lên shop anh mà random đi kìa, 99k nhận hạt level 7 đó, lên dưới bình luận. Nhưng em... Rồi hiểu, để tí anh random cho, có mấy đồng mà được hạt level 7 không đó? Ui thì chị cảm ơn anh nhiều nha. Ủa anh Tuấn Kha đấy à, em chào anh nha, em biết anh lâu dữ lắm rồi, bây giờ mới có cơ hội nói chuyện. Chào em nha, nãy anh có nghe kỳ cụ nói là muốn xin vào quân đoàn hả? Dạ đúng đúng, mà em nghe luật hơi khó, không biết em có vào được không. Bây giờ em chỉ việc solo thắng kỳ cụ là anh sẽ duyệt thẳng vào luôn nha, tranh thủ cơ hội khi kỳ cụ xuống không sơn màu. Dạ vậy khi nào solo hay là ngay bây giờ luôn vậy ạ? Từ cầm áp bốt lên này xong mà solo. Hay cậu mượn gạt ai rồi solo với mình đi. Anh ơi, hay là anh đưa hạt anh em một xíu có được không? À rồi ok, vô hạt anh mà bắn, anh qua hạt boss cho tao cũng được. Anh tốt thật đó, chưa bao giờ em. Nhìn cái hạt boss này, mình lại nhớ đến cái hồi mới biết chơi game. Hồi đó tụi nó chơi đông vui dữ lắm, bây giờ thì tụi nó off gần hết rồi. Đúng là không có gì là mãi mãi mà, đi ghép thử một trận xem như nào. Ê ê, tụi mày biết tin gì chưa? Quân đội anh Tuấn Kha đang tuyển thành viên đó. Ừ đúng rồi đó, No Time đang tuyển thành viên. Ủa là thật vậy sao? Mà có tuyển nhiều không mày? Tụi mình xin vào có được không? Chắc là đông lắm đó, mà có điều muốn vào cũng không phải chuyện dễ gì đâu. Hình như muốn vào thì phải test trình các thứ mới vào được. Ủa là mấy người này đang nhắc tới quân đoàn mình đây mà. Nếu mà họ biết mình là chỉ huy quân đoàn thì chắc họ năn nỉ mình ráo riết luôn. Quân đoàn thuộc tới server đó được chơi với toàn người giàu không à? Chẳng thế, bữa anh ấy tuyển quân làm thắng được tận mấy ca kim cương luôn đó. Tao cũng mong ước được vào cái quân đoàn đó cũng rất lâu rồi. Nhưng hay khó lắm mày ơi. Ủa có khó gì đâu mọi người ơi, chỉ cần solo thắng kỳ cụ hoặc bắn thắng chỉ huy 3 ván là được mà. Với cả chào hay nghe cũng không quan trọng lắm đâu, chỉ cần có kỹ năng trình độ là được. Ủa alo cái thằng này, không biết cái gì thì miệng vào đi. Đúng rồi, hay là mày cũng muốn vào quân đoàn đấy? Thôi tỉnh mộng là đi em ơi. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy chứ. Chưa gì đã thấy phiền rồi đó, mày nghĩ mày đủ đăng cấp để nói chuyện với bọn tao hay sao? Muốn vào quân đoàn nối thêm mà nói với cái giọng này, với chỉ huy thì tôi nghĩ hơi khó vào đấy. Ủa là mày nghèo quá không vô được nên ghen tị à? Chỉ có những người có vật chất như tụi tao mới đủ khả năng để vào đấy thôi. No thêm có gì đâu mà mấy người thích vào như vậy. Vãi hả, cái hàng boss này bị ngơ ngơ hay sao đó mày? Khoan nha, nãy giờ tao để ý cái tên số 1 nó giống y đúc chỉ huy No Time luôn đó. Mà giọng nó cũng tương đồng nữa. Là tôi đúng rồi mà, chỉ huy bảy nhánh No Time. Ôi là trời, tụi bay nghe lời cái thằng như nó nói kìa. Tao không tin người đấy là chỉ huy đâu, ảo tưởng ít thôi. Không cảm đi, thằng nhóc mới chơi game nên ảo tưởng tí thôi, mày chấp đó làm gì. Mấy người này ăn nói mất lịch sự ghê. Mình nói không có sai mà, vậy bây giờ toàn phân biệt giàu nghèo thôi. Đó, mày nhìn nó đi, nó gục vào đấy, hay không? Vậy mà còn bốc phé. Chỉ huy No Time mà thấy bị hay đó, cứ ra đại là vào đầu, ai kỹ năng kém như mày. Ủa, không may công mẫu tí làm gì ca, nói làm gì quá lò đến như vậy chứ. Thôi thôi, được rồi chúng mày ơi, đừng nói người ta như vậy nữa, ai làm gì chúng mày đâu. Ủa là mày đang bên cái thằng kia sao, tao không ngờ mày là con người như vậy. Đúng rồi đó, sao mẹ đi bên người không thân thiết là sao? Thì tao chỉ thấy như vậy thôi, tao thấy chúng mày sai chứ chẳng bên ai. Thôi thôi, tao không hỏi nữa được chưa? Tao muốn vào quân đoàn No Time. Ừ đúng đó, rất muốn vào quân đoàn đó. Thôi đã nói rồi, muốn vào quân đoàn đó thì xin tôi nè. Kết bạn đi rồi ao ra, mình giải quyết nhanh chóng mọi việc. Nói cứ như thật, để rồi coi mày qua ai cái mồm được bao lâu nữa. Nếu mà không đúng sự thật thì mày chưa bị tinh thần đi nhớ. Tao không bao giờ hứa cho mày đâu. Ok luôn. Nhìn bộ đồ thôi đã biết boss rồi, chưa cần kiểm tra đã biết hết rồi. Có tài năng gì thì lấy ra hết đi. Đi lên mà xem là ID của tôi đi, xem có phải là chuyển hay No Time Tuấn Kha gà mờ không. Đừng khó đuổi nâu như thế. Thì cứ đi kiểm tra xem sao, cứ phải ở đây tranh cãi làm gì. Ừ rồi, mày đợi tao xem một tí. Ủa, đã kiểm tra, uy tín cho mấy bạn. Ủa, là thật đó chúng mày, sao có thể như vậy được. Tao không ngờ luôn đấy, cứ tưởng là đang nói đùa. Đấy, tao nói không có sai, em chờ anh Tuấn Kha nha. Rồi rồi, bây giờ tính sao nhờ, nãy hai đứa kia nói tao cái gì còn nhớ không? Anh ơi, em xin lỗi, lúc nãy không biết đó là bọn anh. Em biết sai rồi ạ, à. Từ giờ bọn em sẽ không bao giờ khinh thường người khác như vậy nữa đâu. Thôi thôi được rồi, biết lỗi là tốt, nhưng mà muốn vào quân đoàn thì không phải chuyện dễ đâu. Tao cũng muốn vào quân đoàn lắm, nhưng còn quân đoàn này thì sao? Cũng đúng, ba đứa đều cùng một đốn, sợ chỉ huy nó này nó kia đó. Ủa có nhà hết rồi, con xin vào bên anh làm gì? Thì là như vậy, như em thích vào quân đoàn của anh cơ. Tao cũng vậy mà.
Thế tàu áo nhóm đây, có cơ hội nhất định em cũng sẽ xin vào. Đúng là cái đồ nhát gan, quân đoàn đấy toàn bọn nghèo ở lại. Thôi kệ đi, trước chị Huy mời mình mãi, mình mới vào mà. Hai đứa này cái thói có phải dạng vừa. Được thôi, anh sẽ dạy chúng em một bài học. Vậy đã sẵn sàng solo với anh chưa? Để anh còn tạo phòng. Đến giờ tao mới nhớ, bạn xin vào luôn rồi. Tao không muốn ở lại đó tí nào luôn. Ủa, sao hai em mau mà không nói với anh một tiếng nào hết vậy? Giọng cô gái này dễ thương thế nhờ. À thì bọn em có nhà mới rồi nên ao ra sớm thôi. Ở bên đó toàn bọn bót nghèo nên tụi em cũng ao thôi. Không ngờ tụi em lại vậy luôn á. Này anh kia, có phải anh là người dụ dỗ thành viên tôi đòi đi không? Cậu có biết đây là những người tôi bỏ công sức ra để mời vào không hả? À thì mình đâu có biết gì đâu. Mấy đứa muốn xin vào bên tôi cũng phải tết trình hết mà. Khi đủ điều kiện thì mới được vào chứ. Ủa, vậy mấy em đã chắc là mình được vào quân đoàn đó chưa mà thoát hết vậy? Ờ ha, có chắc là được vào không mày? Mày cứ yên tâm đi, kiểu gì mà chẳng được vào quân đoàn đó. Rồi, ok luôn. Thế là hai đứa đã chọn rồi đấy nha. Đến lúc không có nơi để ở thì đừng có xin về lại. Giờ mày rồi, sao chúng mình sẽ ở đâu? Rồi, đã sẵn sàng chưa? Vào solo nè. Nếu một trong hai người thắng anh thì cả hai sẽ được vào quân đoàn nhé. Đây đấy, mày thấy chưa? Chuẩn bị kiếm ít kim cương mua thẻ đổi tên đi là vừa. Được đấy mày ơi, tao tin mày sẽ làm được mà. Đúng là tuổi trẻ mà. Để anh cho mấy cương xem thế nào là kỹ năng thực sự. Rồi, anh tạ phòng đi, em chuẩn bị đầy đủ tinh thần rồi. Ok luôn, thế bây giờ vào solo luôn nè. Cậu mắt hay thế, hèn gì mấy đứa nhỏ nó thích xin vào. Tôi vẫn bình thường lắm luôn, có cái gì đâu trời. Ê ê, cái con kia nãy gáy dữ lắm cơ mà, 18% hết sọt đục, chán. Vậy là hai người không được vào quân đoàn anh rồi, đành nhường lại cho mấy người may mắn hơn. Quấn quá, tao không biết đâu mày ơi, giờ không có chỗ nào để về luôn rồi kìa. Ủa, không sao, không vào được thì trở về chỗ cũ chứ sao. Chị Mèo, chị cho tụi em về lại quân đoàn cũ được không ạ? Này, đã nói rồi, với lại quân đoàn chị không thích chứa những đứa khinh thường người đúng khác. Đúng rồi đó, hai người tự xem lại bản thân mình đi. Thì bọn em cũng biết lỗi rồi, không phải trước kia anh cũng mời bọn em vào hay sao? Đấy là chuyện của trước kia, còn bây giờ thì không bao giờ có chuyện đó. Lỗi tại mày hết đi, bực mày ghê, lên giọng ai ai nữa đi. Mời hai đứa ra cho, chị đã quyết rồi thì xin đến mấy cũng vậy thôi. Hai, bực mình ghê. Ui, gắt vậy. Nãy mình nói hơi quá, cậu cho mình xin lỗi cậu nhiều nha. Không được, cậu chửi mình như thế, đâu phải một lời xin lỗi là sao? Ok kìa, thế bây giờ phải làm sao để cậu tha lỗi cho mình? Làm sao hả? Thế bây giờ như thế này nhá, cậu phải làm người yêu tôi và nghe lời tôi trong vòng 7 ngày. Ok kìa. Ủa, đây là người yêu mới của mày đấy à, chơi với nhau lâu vậy rồi, sao không nghe mày tâm sự gì hết vậy? Ờ, đâu, có phải người yêu đâu, bạn bè bình thường mà. À thì giới thiệu lại với mày, đây là người yêu của tao đó. Tao còn tưởng cái đứa lạnh lùng girl như mày sao có người yêu được vậy mà. Thì ai biết gì đâu, chắc là do duyên số ấy mà. Sao mày lại hỏi thừa thế? Thôi thì cứ xin vào đi, tí tao duyệt. Ôi, tính khai gần rồi, chủ huy đang hot gần hôm nay đây sao? Đúng rồi, lúc nãy mấy đứa con đoàn cũng xin ao hết vào bên đó mà đâu có được. Này cậu, có nói cái gì vậy? Mẹ tiễn tôi ra. À, Kha ơi, cho tôi hỏi xíu, bên đó có nhiều bạn nam không? Là tôi không có mê trai đâu, tôi chỉ hỏi đang biết thôi. Quân đoàn chủ yếu là nữ à, cũng có nam nữa, mệt lắm. Ủa alo, giờ tao mày để ý cái tinh thần gì đó nó mang đồ giống tao vậy? Cho anh nói lại đấy, tôi nè mang đồ giống anh, có anh mang đồ giống tôi thì đúng hơn. Thế thì đổi đồ khác đi, mắt chị cứ cãi lộn với tao. Thôi đâu, lười lắm, coi chẳng đi mèo, nốt bán tao cũng ấp ngủ luôn. Đã nghiện là còn ngại kìa. Ngồi xuống đây với tôi đi, còn đứng đó làm gì? Tôi khổ quá đi mà, lố mồm chữ có mấy câu mà giờ thành ra như vậy. Thành ra như vậy là có ý gì, cậu thấy tôi phiền lắm hay gì, cậu nói đi. Thôi thôi, tính cậu nấu như kem vậy. À không, mình không có ý gì hết đâu. Mê người ta hay sao mà cứ nhìn hoài vậy? Nè nhớ, mất ảo tưởng dùm cái anh trai ơi. Ghê vậy ta, biết đâu bản thân mình lại sắp có người yêu nha. Thôi mày ơi, còn gái cái gì đâu, không phải vua tao. Vậy thì chắc anh chưa biết, nói về nhan sắc, tôi mà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất đâu. Thì kệ, chẳng liên quan gì tới tôi hết. Ui, tội nghiệp bạn tôi thế. Tao bị thế quen rồi, à không, bị thế cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Cậu cho mình hỏi chút, mẹ là người như thế nào vậy? Ủa, gì mà hỏi công khai vậy luôn hả? Mèo ít nói lắm, kiểu thân với ai mới nói nhiều, nhét chai bỏ mẹ ra, ế là vậy phải. Sao? Nhưng mà bây giờ có to rồi còn gì, đâu còn ế nữa đâu.
Quê chưa? Mày đang tự nói mày đấy hả? Mày vẫn đang ế đấy. Lo mà kiếm người yêu đi. Người với hắn ta thì ai đâu mà thèm yêu cơ chứ. Anh khác thì tao đâu mà nói. Còn mày đặt chơi người khác. Ấy gì chứ? Còn dám nói tệ á. Thôi được rồi, không nói nữa. Không lại chửi nhau bây giờ. Cậu kia không thấy tôi gục hay sao mà không tự giác đi cứu tôi vậy hả? Ơ kìa, có bạn tôi cứu cậu được rồi. Thì cứu được gói thường thôi nha, tao hết xu rồi. Sướng nhất mày rồi nha Tuấn Hà. Vớ phải cô em nghe lời mày thế còn gì nữa. Chúc mày cũng sớm kiếm được cô em giống như vậy nha. Thôi mày ơi, lấy đâu ra mà kiếm, khó lắm chứ đồ. Mày nghe xì hoàng luôn đó, nếu mà cậu không phiền thì chúng ta tìm hiểu nhau luôn nha. Mày vẫn bạo mồm bạo miệng như ngày nào nhở? Thôi, nghề nghiệp của tao luôn rồi, sao anh không trả lời, mê rồi chứ gì. Kìa mày, có hỏi đến rồi, nhanh tay đi. Buồn cười bãi, lúc nãy còn chửi người ta lắm cơ mà. Bây giờ đây đi nói mấy lời như thế thì tao vẫn chưa hiểu lắm. Nghĩ sao cũng được, tôi là tôi thích thế đấy, sao nào? Đấy, mày nghe chưa? Tao thề là tao chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như vậy luôn á. Ghét của nào trời trao của đó. Ý tao là vậy đó, mày hiểu không? Thôi, mày tha cho tao giùm cái loại đó tao, tao còn đánh thêm nữa. Rồi, cứ đợi xem. Mà này, còn chuyện to với cậu thì sao? Thì chúng ta đã vô nhau rồi còn gì? Ủa, tới đây là hết phim rồi. Thì mấy bạn cũng đoán được kết quả rồi đúng không? Nhớ để lại cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nha. Nếu thấy hay. Và đừng quên, video sau mình lại tặng cô Đe đồ cho mấy bạn á. Tới một phim sau liền nè. Chán thật đấy, có ai hiểu cảm giác gần hết một năm rồi mà vẫn chưa có người yêu không? Tôi cũng có mấy đứa bạn mà chúng nó có người yêu hết rồi, còn mình thì phải một mình đứng cả buổi mà không ai thì mệt, buồn rớt nước mắt. À rồi, hay là mình đi đá tên thế giới có gặp được bạn nữ nào không? Lỡ người ta chưa có người yêu cái mình vớt được thì sao? Đâu rồi, cứ trộn bơ xem có vào được không nhỉ? Ui, đợi đại mất tiêu rồi, để thử thêm vài lần nữa xem sao nhỉ? Ui, đá vào được rồi nè, nhưng mà... Em ơi, em có yêu anh không? Dạ có chứ, anh cứ hỏi thừa ấy nhỉ. Em lúc nào chỉ yêu anh hết. Dạ hỏi xíu thôi mà, chứ anh biết cái yêu anh nhất rồi. Đã hôm nay mình ăn cơm có lũ bạn no rồi. Bây giờ vào tem thế giới cũng phải ăn nữa. Chắc chiều nay nghỉ ăn cơm nữa luôn ấy chứ. Ủa, mấy cái anh này lúc nãy là anh mời vào đây à? Không rồi, anh đâu có mời. Cũng không phải bạn bè của anh luôn cơ mà. Em mời thì có á. Ui là sao vậy? Cảm giác quê quê ta. Thôi kệ cứ bắn nốt ván. Chứ ao ra tuột sao mình mời ơi. Không còn gì để nói luôn ấy chứ. Sao mà đen dữ vậy? Mình đá tem thế giới cứ ngỡ được gặp gái xinh. Ai đâu có ngờ. Buồn thật đấy. Xung quanh mình gì đâu mà toàn tình yêu. Ở đâu cũng thấy tình yêu. Ủa, mời chi vậy? Mày ơi chán quá, tao vừa bị mày được kia nói ế, không ai thèm yêu, chán quá. Thế thì về với đội của tao đi, mà hôm bữa tao tưởng mày có người yêu rồi mà. Bữa chơi game về mấy đứa em, tao nói cho vui mồm thế thôi, chứ có ai đâu. Thì ra là vậy, hôm bữa mày nói như thật ấy, không tin mới lạ. Cứu tao đi mày, làm gì để có người yêu, chứ mày thấy một mình cũng chán lắm đó. Tao khác gì mày, mày không thấy tao chơi game một bên suốt ngày hay sao? Nãy còn đen nữa chứ. Thế thôi, giờ tao với mày đi kiếm gái đi, chứ cô đơn đâu quá, không chịu được đâu. Giờ đi đâu để kiếm được mày? Thì giờ cứ phải đi kép ngẫu nhiên thôi, biết đâu lại gặp được thì sao? Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy, thôi vào trận máu và liền đi. Ê mày có thấy cái gì kia không? Gái kia mày, số trời cho có khác. Ghê vậy, ghép gặp đúng hai cô gái luôn. Gì mà hên quá đi mất. Mỗi đứa một em nha mày. Gì mà mày nói trong này vậy? Nó nhỏ nhỏ cái mồm thôi, nhảy chết đi được. À đấy tao quên mất, lỡ mồm có tí thôi mà. Ơ kìa, sao lại? Có cái gì đó sai sai mày ơi. Tao cũng thấy cái mày vừa thấy, tiếc thế nhỉ. Ê, hai cái người kia có biết hay là không? Không có thì out đi chứ nhỉ. Ui, mày nói nhẹ thôi. Nói vậy người ta không biết luôn thì sao? Mình không bật lên được. Chào bạn số 1 tên Kha gì đó nha. Ủa sao cái người kia chào mối mày vậy? Sao không chào tôi tiếng nào là sao? Thì mình thích chào mối bạn ấy thôi có được không? Giới thiệu với hai bạn, mình với bạn kia là người yêu của nhau. Ủa cái gì cơ? Hai nữ yêu nhau có nhầm lẫn gì không vậy? Nhưng mày tất luôn đó, với cả ca này thì tao cũng chịu. Có chuyện gì à? À không có gì đâu bạn. Mình với bạn kia có chút chuyện riêng ấy mà. Hôm nay tao là out game đi ghép trận khác. Thôi cứ chơi nốt trợ đi mày. Ai lại làm thế bao giờ? Dạ, em cảm ơn anh nhé. Hai đứa con gái với nhau, chị mà cho đầu đôi tình cảm dữ vậy. Đây thấy chưa, ta nói out đi, trừ hai cái người này thiểu lắng vãi. Em sẽ chở anh đi khắp thế giới nha, khắp về an toàn vào cho em. Nghe dị ứng quá mày ơi, đã không có bồ rồi còn gặp hai cái đứa gay này nữa. Hay là out đi mày. Thôi kệ người ta đi mày, đã lỡ ghép trận rồi thì cố chơi nốt ván đi chứ. Ban đầu còn tưởng gặp được làng công chúa, ai ngờ mà sợ quá. Mày làm tao buồn cười quá đi mất. Cứ bình tĩnh, chắc sẽ kiếm được người yêu thôi, không phải vội. Bình tĩnh rồi thì đâu ra vậy. Vội quá chóng hết cả mày. Xin lỗi. Bất lực vừa cờ, cứu tao mày ơi. Giờ mày muốn tao làm cái gì, tao cũng chịu luôn đó. Nghe từ lấy tới giờ, chẳng lẽ tao lại chỉ luôn đây chứ? Sao lại làm thế mày? Ai đâu làm vậy? Tao thấy kỳ kỳ sao á? Cũng đúng thôi, tha cho tụi bay đó. Nhưng mà bạn kia cứ thích ý kiến vậy, chuyện bọn tôi thì kệ bọn tôi đi. Thì tao vẫn đang kệ đây, mà chắc tao quan tâm quá cơ đấy. Thôi mày đừng nói nữa, cãi nhau là xong luôn á. Tao chẳng có làm gì cũng nói tao, may tao hiền chứ đụng người khác là không xong rồi. Ok, tao biết mà, mày hiền lắm. Hiền như phù thủy, hợp lý không anh ơi? Quá đi mất, không sai vào đâu được.
Nhưng may mà cái hôm tiếp địa đó, nếu mà không mau lên hai cái đứa kia nó lại giành mất đấy. Thôi mày đừng có nói thế, lỡ đâu hai cái bạn này chỉ giả vờ thì sao? Mày vẫn không tin à, trước mắt lù lù như vậy mà mày vẫn nói thế. Tức gì đâu á, trận đầu ngày mà đã gặp vậy rồi. Thôi đừng có nóng, cứ từ từ kiếm, chắc kiếm được em người yêu hợp lý. Nay tao thấy hơi su cà la rồi đấy, thôi mày chơi đi, tao có việc chút nha. Chị mà chơi một trận mày ốp rồi mày, chơi thêm đi. Thôi mày chơi đi, mai rồi tao chơi với mày nha, tạm biệt. Trời đất, bỏ vậy thằng bạn tôi chứ gì mà nó đã nản rồi. Như vậy thì sao tìm được người yêu đây cơ chứ. Nếu mà theo suy luận của tôi thì hai cái bạn nữ lúc nãy chỉ cố tình diễn như vậy thôi. Mà làm vậy được cái gì ta? Được gì vậy? Hình như hai người lúc nãy ghép chung trận với tôi có đúng không? Đúng rồi đấy, tưởng bạn không nhận ra tụi này chứ. Nhưng mà bạn mời mình vào đây có việc gì thế? À, chắc lúc nãy bạn cũng nhận ra là tụi mình chỉ đùa giỡn với nhau thôi đúng chứ? Chị và My xong, tay ta nổi hết da gà lên luôn, buồn cười thật sự. Đó, mình đoán ngay từ đầu đâu có sai đâu mà. Mình đoán chuẩn phết nha. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Đừng có hiểu nhầm hai tụi này đó nha. Nhà của anh này ở đây chơi cùng người nhà tao ra chơi với anh đi, chính thức của tao đây. Ok, cảm ơn mày nha. Này làm phiền mày quá đi. Mà bạn ơi, mình bận chút việc thôi, cứ kết bạn rồi để lần khác chơi cùng cũng được nha. Ngại chết được. Mà sao mấy bạn đấy lại đi giải thích chuyện đấy cho mình nhờ? Thôi kệ đi, đi ghép ngẫu nhiên nữa xem gặp lại ai không. Ủa là cái chuyện gì vậy trời? Sao lại gặp bà này tiếp nữa rồi? Ơ, chúng ta lại gặp nhau đó nè. Đúng là duyên thật mà. Alo bạn ơi, mic lên bọn mình nói chuyện giao lưu vài tiếng có được không? À, được chứ bạn ơi, mà sao trùng hợp thế nhờ? Nãy chưa kịp rủ bạn chơi game thì đã thoát nhóm đi mất. Cũng may bây giờ ghép gặp được bạn luôn. Hai ông bà đẹp đôi thế, nhìn nhau là vừa. Nghe cũng có lý đó bạn ơi. Này này, có lý gì mà có lý. Trẻ con yêu với trả đương cái gì. Bạn ơi, đợi mình đi chung với. Mình bắn kém lắm, đi chung chỉ vướng tay vướng chân bạn thôi. Nó đừng đi kém với mình. Thôi thôi, lúc nãy bắn chung, tôi vừa thấy thằng địch là nó bay đầu luôn. Bạn ơi, cứ mình với bạn ơi, mình chạy ẩu quá. Yên tâm, mình nằm xuống ở đây với bạn luôn rồi nè. Bắn vậy là có cố gắng lắm rồi. Sao bạn cứ đi theo mình suốt thế? Mình đi theo để bạn bảo vệ cho mình có được không? Thôi, mình thì sao bảo vệ cho bạn chứ. Bản thân còn lo chưa xong đây này. Bạn ơi, cứu mình với. Lại gục tiếp rồi hả? Ok, bạn cứ yên tâm. Ghê vậy ta, bảo vệ như này nè, vui gần chết. Ủa bộ, tôi bảo vệ cho bạn, bạn vui lắm hả? Đúng rồi, vui lắm luôn, ước được bạn bảo vệ cả ủa, đời. Nếu vậy có phải bạn cố tình ốc, đặng để mình cứu không vậy? Không phải như vậy đâu, mình bị gục thật mà. Ủa, mình thấy bạn hết máu rồi, bạn có cần thêm không mình cho nè. Hay thôi, lấy cả mình luôn cũng được. Chị đâu cái cô này thả thính ghê phết ta. Đúng thật không phải như lúc đầu mình nghĩ. Nào, bạn qua đây với mình đi. Lo bắn nhau đi chứ, lại đó làm gì bạn ơi. Sao bạn lạnh lùng thế, không quan tâm tới những gì mình nói luôn à? Đâu có cơ chứ, tại mình chưa quen thôi à, cứ bị sao sao á. Ủa, mà xong trận thì bạn có chơi chung với mình tiếp được không á? À rồi ok luôn bạn ơi, tại mình cũng đang rảnh nè. Trời ơi, chơi gì không cần dùng súng luôn, bạn ghê thật đó. Nãy giờ mình có cảm giác sao nhờ, khó diễn tả thật luôn ý. Ủa mà bạn ơi, bạn cho mình hỏi chuyện này một chút có được không? Hỏi gì á? Nói nhanh luôn đi bạn ơi. Ủa, là bạn có người yêu chưa? Quen bao lâu rồi? Sao lại hỏi thế nhờ? Mình mà có người yêu chắc sẽ không đứng ở đây cùng với bạn đâu. Ừ thì mình hỏi lại cho chắc thôi, chứ mình cũng chưa có người yêu. À thế hả? Tôi còn tưởng bạn chơi PD chứ. Thôi mà, bạn đừng đùa nữa. Mình chủ yếu thích mang đẹp trai thôi à. Bạn cố mình xin vào, chắc thôi công việc chơi riêng với bạn thôi nhở. Ủa chết, ấn nhầm rồi. Ủa, bill của anh, sao em lại ở trong nhóm với con bạn của anh thế? Hỏi chấm con bạn. Mà mày là cái gì của mẹ vậy? Có chắc là mày không biết không, hay cố tình vậy? Tao chính xác là người yêu của mèo. Ai là người yêu của anh chứ? Tôi với anh đã yêu nhau từ bao giờ đâu, cứ mà nói như vậy. Em đừng có chối nữa, em là người yêu của anh mà. Con nào mà dám đụng vào em là xác định với anh. Thì ra là vậy hả bạn? Bạn đừng có tin anh ta làm gì, tin lời mình nói đi. Sao lại vào trận rồi, mà cảm giác mình cứ y như người thứ ba vậy. Hôm nay thứ mấy vậy, sao mà buồn quá, suốt ngày cứ gặp rắc rối thôi. Bây giờ mình phải làm sao nhờ? Người yêu của anh đâu rồi nhờ, để anh lại gọn em. Ai là em yêu của anh chứ? Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, sao mãi không chịu buông tha cho tôi vậy? Tại sao vậy? Anh yêu em là thật lòng, không gian dối giả dối bất cứ thứ gì. Sao em lại đối xử vậy với anh? Là sao vậy? Chơi game hay vào đây chửi nhau. Chán thật. Sao lại đứng giữa đường thế này? Mất mạng rồi à? Hay là đứng đợi anh cho đồ? Chắc vậy thật. Đồ đây nè, em lấy đi rồi gánh anh đó nha. Tôi không lấy, mệt mỏi với anh thế nhở. Tôi có người yêu rồi đấy, tôi sợ anh ấy ghen lắm. Mày đứng đây làm cái gì vậy? Tao với người yêu tôi đang cãi nhau vậy thôi, chiêu nhau lắm đấy. Là có thật không vậy? Chứ tao thấy từ nãy tới giờ không ổn đâu nha. Mà tao mới chính là người yêu cái máy mà. Gì? Mày giỡn đúng không? Sao mày lại muốn cướp người yêu tao vậy? Mày nghĩ cái gì vậy? Mà nếu đúng thật như vậy thì sao? Anh đừng tin anh ta, mình với anh ta chưa từng quen nhau, mình không thích anh ta. Mèo nó nói như vậy thì sao lúc nào mày cũng theo đuổi em ấy vậy? Người ta đã không thích mày rồi thì phải bỏ đi chứ, đúng không mày ơi? Đơn giản vì em ấy xin thôi, mày đừng có chen chân vào chuyện tao với em ấy. À rồi ok, tao vẫn thích vậy đó. Muốn gì out đi rồi nói chuyện. Tao muốn có một cuộc cạnh tranh công bằng với mày. Tại sao? Trong khi tao đã là người thắng cuộc. Tôi yêu anh à? Nhưng nếu anh solo thắng Tuấn Kha thì tôi sẽ đồng ý. Cái này là do em nói đó nha, anh không có ép buộc ai đâu đấy. Được, đúng là tôi nói. Cậu tin tôi đến vậy à? Đừng để tôi phải thất vọng.
First blood. First blood. First blood. First blood. First blood. Bạn kia thì sao? Thì mình có liên quan gì tới bạn ấy đâu. Bạn phải tin mình như cách mình tin bạn chứ. Được rồi. Mấy bạn cũng đã biết được kết quả của câu chuyện này rồi đúng không? Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho Kha xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nha. Ở video sau mình sẽ tặng kim cương tiếp á, cho nên là mấy bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.